Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào Ngày Mới sáng thứ tư ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022 của STV. Và trong chương trình sáng nay chúng tôi sẽ phản ánh về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ. Và cuối chương trình sẽ là phản ánh về việc thực hiện thích ứng an toàn của du lịch Mộc Châu trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức chúng tôi mới cập nhật. phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng cơ cấu chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn. Đó là mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được chính phủ ban hành. Chiến lược phấn đấu đến năm 2025 bảo đảm quy mô cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đất nước, chất lượng đào tạo của một số trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4. Trong đó, một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới có phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 30%, thu hút từ 40 đến 45% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Học sinh sinh viên nữ đạt trên 30% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới. Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80%. Phần đầu có khoảng 70 trường chất lượng cao, khoảng 150 ngành nghề trọng điểm, trong đó 5 đến 10 ngành nghề có năng lực cạnh tranh vượt trội trong các nước ASEAN 4. Đến năm 2030, một số trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, có phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt từ 35 đến 40%. Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 90%. Để đạt được các mục tiêu chiến lược quyết định nêu rõ 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo và phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp. Chính phủ vừa ban hành nghị định 127/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 04/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75 triệu đồng, thay cho mức là 50 triệu đồng như quy định trong Nghị định 04. Đối với tổ chức là 150 triệu đồng, thay cho mức 100 triệu đồng quy định tại Nghị định 04. Nghị định 127 cũng sửa đổi quy định đối với vi phạm về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo đó phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 110 triệu đồng thay cho mức 100 triệu đồng đối với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Đồng thời, quy định một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức hoặc cá nhân vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm. Trong tháng 12 năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp các ngành và các địa phương trong tỉnh đã theo dõi giám sát diễn biến của thị trường, tăng cường việc kiểm tra thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu luôn được đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu và biến động lớn về giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng 12 năm 2021 đạt 1.990 tỷ đồng, tăng trên 2,5% so với tháng 11 và tăng trên 3% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ ăn uống đạt trên 216 tỷ đồng, tăng gần 8% so với tháng 11 và trên 1% so với năm 2020. Cùng với đó, hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ hoạt động mua bán nông sản được đẩy mạnh. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu trong tháng ước đạt gần 14 triệu đô la Mỹ, tăng gần 125% so cùng kỳ năm 2020, trong đó giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu ước đạt trên 13,5 triệu đô la Mỹ. Với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm chè, cà phê tinh bột sắn, chuối và long nhãn. Thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn năm 2021, tỉnh Sơn La đầu tư cấp điện cho 5.950 hộ dân, đưa tỷ lệ số hộ được sử dụng điện toàn lên trên 98,5%, trong đó đầu tư mới cho 4.920 hộ tại 48 bản và các cụm dân cư chưa được sử dụng điện, nâng cấp đầu tư điện an toàn cho 1.030 hộ. Theo kế hoạch từ nay đến trước Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, tỉnh Sơn La phấn đấu có thêm 5.300 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia lên 98,5% với sự nỗ lực của ngành điện sự hỗ trợ từ các địa phương và đặc biệt sự ủng hộ đồng tình cao của nhân dân trong vùng dự án dòng điện lấy quốc gia sẽ tiếp tục bừng sáng trong hàng nghìn căn nhà của đồng bào các dân tộc trong tỉnh góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững mang lại diện mạo mới cho các vùng nông thôn của tỉnh nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xóa đói giảm nghèo bền vững đây cũng là tiền thế quan trọng để thực hiện chỉ tiêu đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 15, mục tiêu đến năm 2025 đầu tư cấp điện an toàn cho 99% số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã hộ gia đình trên địa bàn huyện Mộc Châu đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp, đồng thời tăng quy mô sản xuất hàng hóa, để khuyến khích các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, thúc đẩy mạnh mẽ nông nghiệp nông thôn phát triển, huyện Mộc Châu đã triển khai thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ nông nghiệp của trung ương của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó mà số lượng các cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tăng mạnh, góp phần nâng cao giá trị sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Hiện nay, toàn huyện Mộc Châu đang có gần 374 hecta diện tích cây trồng các loại áp dụng tới tiết kiệm, trên 42 hecta nhà kính, nhà lưới, 32 cơ sở được cấp giấy chứng nhận việc gáp với tổng diện tích là 472 hecta, một cơ sở được cấp giấy chứng nhận hữu cơ với diện tích 5 hecta cây rau. Trong thời gian qua, cùng với tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoạt động khám chữa bệnh của các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có nhiều tuyến bộ như chất lượng khám chữa bệnh nâng cao đều ở các tuyến. Cơ cấu nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh được quan tâm bổ sung, đáp ứng yêu cầu chuyên môn ngày càng cao. Tinh thần thái độ phục vụ, vụ của cán bộ, nhân viên y tế được đổi mới, tích cực. Đồng thời, cùng với hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh được đầu tư nâng cấp, phù hợp với việc triển khai phương pháp mới, kỹ thuật mới, toàn tỉnh đã tiếp tục sắp xếp củng cố phát triển và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, quan tâm công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi và người tàn tật. Trong tháng 12 năm 2021, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khám và điều trị cho trên 114.000 lượt bệnh nhân, trong đó gần 16.200 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, trên 53.200 lượt bệnh nhân ngoại trú và 6.190 lượt bệnh nhân chuyển tuyến. Quý vị và bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự. Chương trình sẽ tiếp tục với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, vài năm trở lại đây, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ đã vận động nhân dân chuyển đổi trên 300 hectare đất canh tác kém hiệu quả sang phát triển cây ăn quả, trong đó có giống táo Đài Loan. Đến nay thì giống táo này đã đem lại hiệu quả bước đầu và thu nhập khá cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã Xuân Nha của huyện Vân Hồ. Ghi nhận của phóng viên trang ngày mới. Là một trong những hộ đầu tiên trồng giống táo Đài Loan tại bản tư xã Xuân Nha, ông Mùi Văn Mếu đã mạnh dạn chuyển đổi 5.000 mét vuông đất kém hiệu quả sang trồng 500 gốc táo với năng suất từ 6 đến 7 tấn một năm, giá bán trung bình từ 20 đến 30.000 đồng trên 1 kg tùy loại trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng. Trước ấy đây chúng tôi là cũng làm ruộng, xong thấy hiệu quả nó kém, xong là gia đình cũng à, học hỏi được một số vấn đề về cây ăn quả, xong gia đình chuyển đổi sang trồng cây táo. Đầu tiên thì gia đình chúng tôi là trồng 200 cây, năm đầu tiên cho thu hoạch 10 triệu, năm thứ hai là trồng tiếp 200 cây nữa, là cho thu hoạch hơn 100 triệu trồng cây táo so với làm những công việc khác thì nó thu nhập nó đỡ vất vả hơn và thu nhập cao hơn mang lại lợi ích cho gia đình và phục vụ bà con trong thôn xóm trong gian tới gia đình chúng tôi sẽ phấn đấu là phát triển thêm Vườn táo rộng gần 2,7 hecta của gia đình ông Mùi Văn Xuân ở Bản Thín thu được từ 15 đến 20 tấn quả tươi trừ chi phí thu nhập khoảng 250 đến 300 triệu đồng. Để tiếp cận với thị trường nâng cao giá trị cây táo, năm 2020 ông Xuân cùng 17 hộ gia đình đã họp và thống nhất thành lập hợp tác xã nông nghiệp xanh Trường An với tổng diện tích đất canh tác là 39,7 hecta, chủ yếu là trồng táo Đài Loan, nhãn, xoài, vải và dứa. Hợp tác xã nói chung cái cây táo này thì tổng diện tích thì là 5,7 ha, còn gia đình tôi thì 2,7 ha. Nói chung là trồng cây táo này tôi trồng từ năm 2015 đến bây giờ là 6 năm. Nói chung là cho thu nhập nó so với trồng khác là nó cao hơn. Nói chung là dễ bán hơn. Với cái hiện tại bây giờ thì hợp tác xã thì hướng 2022 này hợp tác xã thì mở rộng diện tích dự khoảng dự kiến khoảng độ 20 ha. Đến hết năm 2021, toàn xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ đã có gần 6 hectare táo Đài Loan theo đánh giá của Ủy ban nhân dân xã, đây là một loại cây trồng có hiệu quả kinh tế, rất phù hợp với thổ những khí hiệu của địa phương nên tiềm năng phát triển rất lớn. Qua quá trình thực hiện thì đối với loại cây táo thì hiện nay thì chúng tôi cũng đánh giá là một trong những loại cây có tiềm năng để phát triển trong thời gian tới. Và hiện nay thì đối với loại cây quả táo này thì là đang bán dao động với giá là khoảng 20 đến 35 000 đồng trên 1 kg thì chúng tôi sẽ định hướng là phát triển nhân rộng ra các cái hộ gia đình cũng như là các cái bản cát để phát triển loại cây này. Táo Đài Loan đang dần phát triển rộng và trở thành sản phẩm đặc trưng trên địa bàn xã Xuân Nha, mang lại thu nhập khá cho người nông dân. Khép thúc nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị tiếp tục chương trình với các cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, lượng khách du lịch đến với Mộc Châu ít hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, với chủ trương phục hồi du lịch thích ứng linh hoạt, huyện Mộc Châu đã nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng đảm bảo an toàn phòng dịch. Không khí trong lành, mát mẻ cùng khung cảnh hoang sơ, rực rỡ sắc hoa đã tạo nên sức hấp dẫn lôi cuốn du khách đến với Cao nguyên Mộc Châu dịp này các điểm tham quan du lịch trên địa bàn huyện sau thời gian tạm dừng đón khách phòng dịch này cũng đã mở cửa đón khách trở lại với những sản phẩm du lịch mới lạ phù hợp với mọi lứa tuổi. em thấy mộc châu rất là trong lành, à, nhiều nơi vui chơi rất là thích và là phù hợp với bạn trẻ và thậm chí là người trẻ rất là nhiều. đến thời điểm này em thấy nhiều nhiều địa điểm vui chơi và được thay đổi nhiều cái để thay đổi bộ mặt mới rất là nhiều, rất là thích thú anh ạ. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa tạo cảm giác an toàn thoải mái cho du khách, huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các điểm du lịch tăng cường công tác phòng dịch, chỉ được phép đón khách khi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 qua 14 ngày và có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ. Chúng em trước khi đi bọn em đã có được tiêm đầy đủ uh, 2 mũi tiêm và trước khi đi bọn em cũng đã chuẩn bị là uh, uh, xét nghiệm PCR và mọi thứ là đã chuẩn bị an toàn trước khi đi để đến đây để đảm bảo được. thứ nhất là an toàn cho tất cả mọi người và cá nhân mình đến với mộc Châu dịp này chủ yếu là khách nội địa đi theo nhóm nhỏ bạn bè hoặc gia đình để đảm bảo an toàn nhiều du khách cũng đã tổ chức thanh đoàn có cùng yếu tố dịch tễ và thuê xe riêng để di chuyển do đó việc tiếp xúc hay tập trung đông người được hạn chế tối đa làm tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và nhắc nhở thường xuyên đối với khách khi tham gia tham quan tại khu vực này. Chúng tôi nhìn nhận thấy thì đa số các đoàn khách họ đến đây và họ thực hiện rất tốt cái công tác phòng dịch phòng dịch này. Ví dụ như là họ sẽ đi tập trung theo đoàn và họ sẽ không tập trung đông ở những cái nơi mà, mà mà quá nhiều người. Du lịch Mộc Châu đang từng bước khôi phục và kỳ vọng có thể gia tăng lượng khách trong thời gian tới. Để hoạt động du lịch thích ứng an toàn với dịch bệnh, bên cạnh việc tuân thủ các quy định chặt chẽ trong đón khách, huyện Mộc Châu cũng đặc biệt quan tâm làm mới sản phẩm, ra mắt các tour độc đáo mới lạ để cao nguyên xanh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho mọi người trong năm 2022. Vâng, rất mong rằng là du lịch Mộc Châu cũng như toàn tỉnh sẽ thích ứng an toàn và đảm bảo duy trì phát triển trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay tới đây chương trình chào ngày mới sáng nay cũng xin được kết thúc chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại